Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Nhìn vào mẫu bàn tay này và theo cái ngày tháng năm sinh thì số này là sẽ trục trặc về đường con cái nhé. Về đường con cái sẽ trục trặc. Một là khó có con, hai là sinh con ra là khó nuôi, và đa phần số này là sẽ khó có con đấy. Nói chung là vất vả vì được con cái lắm. Rồi nói đi. Tại hôm trước mới cưới là con cũng bị liệt thay luôn á. Thả mà chưa có. Trong cái ngày tháng năm sinh bạn là sinh vào cái tháng 1. Cái tháng này gọi là vợ chồng buổi đầu dễ trục trặc, và cái đứa con đầu lòng là khó bảo dưỡng. Trong cái lá số tử vi nó đã nói sẵn rồi, và chính cái chuyện này nó xảy ra này nó khiến cho vợ chồng bạn dễ trục trặc nữa. Không có con rồi bắt đầu trục trặc, rồi chuyện nọ chuyện kia nó xảy ra, nói chung là đủ thứ chuyện hết. Đúng không? Đấy, về mỗi cái vấn đề con cái này thôi mà. Đấy. Thì muốn giúp không? Dạ có. Muốn giúp sinh con đẻ cái không? Thì cái này phải cần sự hỗ trợ giữa mình, và tự bạn cũng phải làm nữa. Thứ nhất, bạn phải lên chùa làm lễ cầu siêu cho đứa trẻ này đã. Lên chùa. Làm lễ cầu siêu. Dạ. Làm lễ cầu siêu cho cháu, nhanh không mà. Lên bất cứ ngôi chùa nào vào nói sư thầy, bạch sư thầy, và khoảng cái thời gian nào đó con vô tình sơ sẩy cái đứa bé này thế này, bây giờ con biết đó là tội lỗi sơ suất, thì nay con xin thầy mong thầy làm lễ cầu siêu cho cháu, chả tốn bao nhiêu tiền đâu. Đấy, nhưng mà phải thành tâm vào, hiểu chưa? Thành tâm vào để mà làm lễ cầu siêu cho cháu, để cho cháu sớm được đi siêu thoát, hoặc là gửi cháu vào trong chùa đấy để cho cháu đi tu học học đạo, thì chị mới có con cái được. Thứ nhất, để cho đi siêu thoát nó tha thứ cho. Rồi cái vấn đề thứ hai là em có thể làm lễ cầu con cho chị, để cầu một cái đứa trẻ mới, cầu một cái duyên mới, để nó đầu thai làm con làm cái của mình. Chứ bây giờ mà lấy nhau rồi mà con cái không có, rồi bên nội nhà người ta cũng nói, rồi áp lực lên chồng của chị, đúng không? Đầu vợ chồng chị cũng lục đục từ đây mà ra. Mà vợ chồng mà không có con cái thì sao? Nó sẽ không có sự gắn kết giữa đôi bên. Bỏ nhau phát rồi thôi, chả có con cái ràng buộc thì thôi, tôi còn cầm quần áo của tôi về nhà tôi, anh về nhà anh, xong. Nó không có con cái để mà ràng buộc. Vì thế là chị với chồng chị rất dễ đứt lúc nào không hay. Mà cái ngày tháng năm sinh của chị nữa, nó sinh vào đúng ngày rằm nữa. Phụ nữ mà sinh vào ngày rằm là ngày trắc trở tình duyên. Nhìn theo tướng mặt của chị thì trán chị cao, đấy, gò má cũng hơi đẩy cao, và cái thái dương nó bị lõm vào. Đây là cái cung thê thiếp nó bị khuyết hãm, da hơi ngăm. Đây là tướng khắc chồng. Bây giờ cái mấu chốt ở đâu? Ở cái đứa trẻ. Làm lễ cầu siêu cho cái đứa trẻ xong, bắt đầu làm lễ cầu con. Có con cái là vợ chồng sẽ hòa thuận thôi. Chả có ai dị nghị, chả có ai nói ra nói vào nữa. Đấy. Chiều nay con có đi lễ cầu siêu rồi, nhờ thầy làm lễ cầu con rồi. Đúng rồi, đấy. Yeah. Làm lễ bên em thì chị cứ làm lễ cầu siêu trước. Làm xong cái lễ cầu siêu là cái thủ tục đầu tiên để mà sám hối với cái đứa trẻ kia đi. Rồi em sẽ làm lễ cầu con cho chị, đấy, hóa giải cho. Đấy, làm lễ cầu con thì nhanh thì từ 6 tháng, mà chậm nhất là 1 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian đó là sẽ có con, đảm bảo luôn nhé. Muốn làm thì yêu cầu họ tên của chị, họ tên của chồng, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu và số điện thoại, cần những thông tin như thế để làm. Và sẽ đảm bảo là từ 6 tháng cho đến 1 năm rưỡi là sẽ có con. Nhưng mà cái việc đầu tiên là chị phải làm lễ cầu siêu đứa trẻ trước đã. Bởi vì em bốc bài ở đây thì thấy cháu chưa được siêu thoát, nó vẫn đi theo, nó bám theo chị đây này, đứa con trai nhá. Bốc được cây 7 cơ, đứa con trai đây này, em bốc 2 lần đều được cây 7 cơ đây này. Vậy là con đi lên chùa làm xong hết rồi mới em con nhắn tin lại cho thầy.
Thì bây giờ là chiều nay thì lên chùa đấy, chiều nay hoặc mai lên chùa đi, còn bây giờ gửi thông tin qua trước đi. Đấy, gửi thông tin qua trước đi, 2-3 ngày sau để em làm cho. Đấy, mỗi cái vấn đề con cái đó thôi, chứ chả có cái gì ở đây hết á. Kinh tế thì nói chung là làm không đến nỗi nào. Dạ đúng rồi, ba mẹ con với lại bên kia cũng mấy, tại vì ổng với con thì cũng lớn tuổi rồi đó. Ồ. Mà cái tình trạng này khoảng 2 năm nữa mà không có con thì chắc là bên nhà nội kia nó xúi bảo thôi đi lấy con vợ khác đi, con vợ này là không biết đẻ, lấy con vợ khác đi. Ồ. Bởi vì ông bà bên đấy ông nó trông cháu lắm, hiểu không? Mong cháu rất là nhiều. Tại bên nhà chồng con ổng là độc thân. Tình cảm vợ chồng có đến cỡ mấy chăng nữa thì nhưng mà họ vẫn phải nghĩ cho cái hương hỏa gia đình nhà họ, hiểu không? Để chiều nay con tranh thủ rồi con này, chú con cũng mong có con cho sớm, lại con đi xem nhiều thầy cũng nói là đường con phá của con cũng khó, Nhưng mà thầy nói vậy nhưng mà thầy có biết giải không? Không biết. con cũng không biết gì. Không biết, quan trọng là thầy biết nhưng mà thầy có biết giải chỉ cho người ta làm sao mà sửa hay không mới là quan trọng. Đúng không? Thầy biết nhưng mà thầy không biết làm, không biết giúp cho người ta thì cũng bằng hoa. Biết bệnh nhưng mà chữa được bệnh cho người ta, chỉ cho người ta con đường đúng đắn để cho gia đình nhà người ta hòa thuận lại, hạnh phúc lại. Ba con cũng nói làm gì nữa làm, chứ bây giờ đâu đâu có lấy tiền gì đâu, nhưng mà có con đã rồi cũng làm gì làm để dễ. Em gái con nó mang bầu cái là nó đẻ liền, xong mà con có bầu cái con bị hư thế. Với lại chồng con cho con, với lại chồng con á, ổng làm tư với thầy, Làm gì? ổng làm mạng quảng cáo. Đây này, từ đã này, cho xem cái video này cho tin tưởng này này. Đây, nhấn cho xem cái video này này. Ý làm đấy của con bên mình đúng không? Nghe này. Đông khách hàng làm đấy của con mình cũng chả nhớ. Vậy là năm ngoái bạn có đăng ký làm đấy của con bên mình đúng không? Dạ đúng rồi, hồi hồi tháng đấy nhớ, hồi tháng tư. Hồi tháng tháng tư. tư, hồi tháng tư năm ngoái đấy. Dạ em có nhớ Thế bây giờ là làm đấy còn. thế bây giờ là có con rồi đúng không? Dạ có, mới chắc được 4 tuần em chưa đi siêu âm. Thế chúc mừng nhé. Bây giờ chưa cứ chúc mừng bạn đã. Cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho hợp lý đi nhé, đừng nói chung. Vâng, anh xem dùm cho em sửa lần tông em nó còn bé mà em chỉ còn thế thôi. Nói chung là như thế là mình thấy các bạn tin mừng, thì chúc mừng bạn nhé. Dạ nói chung là em mừng lắm, em không tin luôn, không tin luôn, thật sự là không tin. Nói chung là từ giới tính cái này mình cũng chịu thôi. Tại vì em mới, có nghĩa là mới 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 xong mới là tổng đăng ngày em ngay mất anh lắm, có nghĩa là em không tỷ, tại vì nói chung là người em thì nó chỉ nóng thôi chứ còn ngoài nó không có biểu hiện gì hết, nó chỉ nóng xong rồi thế là ngày qua mấy ngày hôm sau thì là còn em còn lên làm đám giỗ cho mẹ em được, thế là em nghĩ chắc không được rồi, thế là em thử ngày hôm ấy là đúng ngày giỗ 1 năm của mẹ em luôn, là em thử lên thì xong rồi em gửi, có nghĩa em không tin, em hỏi cái con bé y tá đó là của em cái kết quả là như thế nào, chị ơi chị có bầu rồi, nó cho em nước khóc rồi em không biết làm gì hết, em gọi cho chồng em, gọi là chồng em là chồng em còn la em nó thôi thì không được thì lần sau làm lại, hôm nay sau nó là không em còn không luôn, xong thế là anh cười đúng tiền tử nữa Thế chúc mừng nhé. Thế bây giờ tin là mình làm lễ được cho bạn chưa? Chuẩn chưa? dạ thôi em nói chung là em cũng bày cho nhiều người, nhưng mà tại vì á là em định là tầm 3 tháng thì em mới thông báo cho anh, tại vì nói chung là em mới nên là em cũng sợ là tại vì em 6 năm rồi, thật sự là em 6 năm đến Tết năm này là 6 năm, nên là em rất là sợ, có nghĩa là mình cứ nói chung là em cũng không có dám suy nghĩ nhiều nên là em không có thông báo cho ai hết. Em định báo cho anh rồi nhưng mà có nghĩa là mình cho nói chung là tâm lý của em thì nói chung là vẫn lo, tại vì anh cũng nghĩ em 6 năm và từ 6 năm đến giờ chưa có, thì anh nhớ cách đây hồi tháng 10 em có nhắn tin em hỏi anh là anh ơi bây giờ anh coi thử với em là bây giờ năm nào là thì ở tháng nào thì em chuyển được, thì anh có tháng 10 không? Thế mà mình nói là tháng 10, bắt đầu đúng tháng 10 bạn chuyển là bây giờ đã thành công. Dạ đúng rồi, đúng rồi, có nghĩa là bữa em hỏi anh thì anh nói là
rất là nhiều người chuyển. Mà những người khi ta chuyển là vô ngày năm mà rất là tốt. Lúc trước anh còn coi chị em, anh còn nói là tại sáng hết cái bụng rồi đấy. Tại sáng thế, thì lúc đấy em sáng xong thì thấy nói chung là tiền bạc hai vợ chồng cũng có. Nói chung là hiện tại thì tiền bạc thì nói chung cũng dư, làm ăn thì nói chung cũng khá hơn trước rất là nhiều. Thì thật sự là em cảm ơn rất là nhiều luôn. Tại vì bây giờ em có bầu không thì em nói thật sự là em cũng chưa có giá trị nhiều. Nhưng mà đấy rồi đấy, xem một khúc nữa thấy chưa, tin chưa thầy ơi? Nhưng mà con muốn cầu cậu con trai được không này? Cầu con trai à? Nói cho biết nhá, bây giờ đang khó có con thì cứ cầu có con đẻ là được rồi. Nhưng mà nói cho chị một cái tin vui là làm lễ bên em tầm khoảng đến 70-80% những cái đứa trẻ sinh ra đều là con trai. Đấy, cái chị này đây cũng sinh con trai đây, nhìn rất là kháu khỉnh đẹp lắm. Đấy. Đấy, rất là dễ thương đấy. Họ là sao? Họ có nghĩa là đi thụ tinh ống nghiệm 6 năm liền, năm nào cũng đi thụ tinh mà mỗi lần tốn không ít, cả trăm triệu, hơn trăm triệu. 6 năm liền rồi không được đấy, nghe người ta vừa nói không? Nên bắt đầu vừa làm lễ năm ngoái, đấy làm lễ bắt đầu 6 tháng sau, đến tháng 10 bảo thầy ơi cho con cái ngày để mà đi cấy, hiểu chưa? Để mà làm, bắt đầu là làm xong bắt đầu có bầu luôn. Bây giờ đẻ rồi, ok rồi. Mà chắc thầy nói cũng đúng, con cầu con trai con gái cũng được. Bởi vì con chưa cơ quan con có nhiều trường hợp lấy nhau mấy năm, có hơn 5 năm rồi. Ồ. Đấy, thấy chưa? Thấy cái video vừa rồi chưa? Trường hợp thật, việc thật, tí nữa gửi cho chị cái link đó luôn. Xem từ đầu không? Xem ly kỳ người ta lúc nào, lúc đầu như thế nào để em chỉ dạy cho người ta, chỉ cho người ta thế này thế kia. Đấy, nên muốn... Đấy, thì... Mau mau lên, hiểu chưa? Ông là cái gia đình bên kia này, mình không có con là họ cứ lấy là cái lý do đó. Mà nhà họ lại đang cần con trai nữa, mình rất là nguy hiểm. Ba mẹ con vậy, nhà con có hai chị em gái hả? Nên là cũng ba mẹ cũng là con thì cũng ok hết á. Vậy thì chiều nay con đi không được, cái gì nhắn tin lại thầy. Với lại thầy, con ông chồng con ổng làm á, trong đầu ổng á là ổng có dự định đó là cho con em của ổng nó ra riêng làm không, hay là vẫn làm chung với thầy? Ông này thương thì cũng thương con bé này, thương nó, nhưng mà tính con này nó cũng ngang lắm. Đúng nó ngang lắm, ông nó cũng trứng tai gai mắt lắm, hiểu chưa? Thương thì thương thật, nhưng ông muốn đẩy nó ra xa sớm đi, bởi vì trứng tai gai mắt lắm, cái con này nó quá quắt lắm. Đúng rồi. Nó không phải là dạng vừa thì thôi, đẩy cho nó ra xa để nó tự túc nó làm đi, cứ bao bọc nó hoài rồi nó gây khó dễ cho mình, hiểu chưa? Vướng bận chân tay của mình. Với lại nó làm cho ổng này nọ thì nó cũng có rồi chứ không phải không. Mà ý là con muốn là ý là tháng 6 âm, 9 tháng 6 âm này á là ba mẹ cho nhà con á là đất để xây nhà, là 9 tháng 6 âm này là con á là lấy ba mẹ ba con đứng tên luôn. Đó, 9 tháng 6 âm. Là ở trong khu nhà con tính xây nhà xong rồi á, nói chuyện là không hết, năm nay là đẩy nó đi để nhà con là độc lập luôn á. Được, đấy, điều này là tốt đấy, hiểu chưa? Đừng để cho một người xem chân vào nó mệt lắm, đau đầu lắm. Đúng rồi. Gia đình đang rối lại càng rối thêm. Cái 9 tháng 6 âm á mà xây xong á, cái ngày nào đẹp mà để vô nhà ở thầy? Rồi ôi, cứ xây xong đi. Xây xong rồi nhắn lại, bảo thầy ơi, nhà con vừa hoàn thiện xong được 1-2 ngày, bây giờ thầy cho con trong mấy ngày tới có ngày nào đẹp đấy thì cho con, để con về nhà mới. Rồi cúng cấp như thế nào, rồi chỉ con khấn như thế nào, bày cho con. Đấy thì lúc đó em nhắn cho, bây giờ xa xôi quá. Nhiều gia đình cũng vậy, thầy ơi, 1 tháng nữa gia đình con hoàn thiện xong, cho ngày cho giờ chán chê chọn, bắt đầu thầy ơi, thợ nó phát sinh, bây giờ 1 tháng sau mới làm được, mất công. Vì thế khi nào hoàn thiện nhà sửa xong xuôi ok, nó nhắn lại cho em cho ngày giờ. Dạ, vậy cũng được ạ. Thầy coi giùm con cái tay á thầy. Tay này thì tốt này, cổ tay ba ngấn này, kinh tế sau này là khá này này. Đấy, cổ tay rất là đậm rõ ràng này, kinh tế khá này này. Chỗ này có nhiều quý nhân giúp đỡ đây này. Nhưng mà cái đường chỉ hôn nhân nó bị chẽ làm đôi, nó nói là vợ chồng trục trặc khắc khẩu liên miên. Rồi cái đường tâm đạo nó hay bị rối, nó nói là hay bị người ta nói xấu đặt điều,
dị nghị, dị là chúa bị thị phi luôn. Chả có làm gì, chả có làm gì, người ta cũng gọi là nói xấu bêu nếu mình. Nhưng mà được cái là tay này tụ lộc, lộc lá nhiều, kinh tế rất là khá. Đấy, sau này có số giàu có đấy. Màu sắc ra tay được cái là hồng hào, ngón cái có vân mắt phượng, gò kim tinh nổi cao, cổ tay ba ngấn. Đây đều là những cái nét quý tướng, nó khiến cho cái cung tài lộc sau này tốt, tậu được đất đai, tậu được nhà cửa. Đấy, nhưng mà đây chỉ vướng mỗi hai cái đường đó là sao? Con cái và đường tình duyên vợ chồng thôi. Giải quyết được vấn đề con cái là nó sẽ có cái động lực để khiến ông chồng vững bước làm ăn, hiểu chưa? Đỡ phải áp lực từ bên cha mẹ đẻ. Dạ đúng rồi thầy, con thấy áp lực về con cái chứ mấy vấn đề khác thì tương đối ok với lại chồng con.